Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 10.000 cái token Rising tương đương với 5 đô la. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này, chọn Continue này. Rồi, thực hiện kết quả phép tính này. Rồi, sau đó mọi người sẽ join vào Telegram. Ok, quay trở lại này. Rồi, tiếp vào Channel. Rồi, sau đó quay trở lại. Tiếp theo, follow Twitter, retweet bài đăng. Chọn theo dõi. Bấm chọn like và trích dẫn lại cái username của nó. Chọn tweet lại đây. Sau đó quay trở về bot. Kéo lên, chọn don này. Tiếp tục chọn don. Rồi, nhập username của Twitter. Rồi, sau đó chọn don. Và gửi địa chỉ ví này. Rồi, ok mọi người. Như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.